Xin chào các chị em. Với cái chủ đề ngày hôm nay đó thì nó rất là quan trọng này. Và trong cái quá trình làm việc chắc chắn là các anh chị nghe những cái này rất là nhiều. Đặc biệt đó là cứ nghe nói là kinh doanh đa cấp, ăn nói thiệt với các anh chị, em biết tại sao nhá. Ngay cả chính bản thân mình, mỗi lần mà mình nghe cái chữ đa cấp đó, mình cũng nổi sởi nữa. Tức là mình cứ chỉ cần ngồi thôi mà nghe ai nói cái chữ đa cấp ở đâu đó thôi là mình da gà da vịt mình cũng nổi lên. Anh nghĩ là không thể nào trách người ở ngoài kia được. Mình là, hồi nãy có biết ai biết đại sư tổ đó. Mình là một trong những đại sư huynh của New Skin, của Gift, mà mỗi lần ngay cả chính bản thân mình nghe tới chữ đa cấp đó, mình còn nổi sởi nó, huống hồ những người ngoài, đúng không? Anh nghĩ là các chị cứ tưởng tượng như vậy nè. Có những người anh thấy là trên Facebook đó, mình cũng đăng chứ, tôi đang kinh doanh đa cấp, có ai muốn tham gia với tôi không? Anh đọc cái anh cũng nổi sởi luôn. Anh nghĩ là khi mà ra ngoài đó, các chị làm việc, đặc biệt là những anh chị em nói giỏi tiếng Việt, đó là những anh chị em đang ở Việt Nam đó. Tại vì toán ở Mỹ hay là ở châu Âu ấy, nhiều khi không nghe cái danh từ này cho tới khi về Việt Nam. Và khi nghe cái danh từ đó, tự nhiên ngay cả chính bản thân mình, dù là ví dụ như là anh chưa có làm gì hết trơn á, anh chỉ có nghe hai cái từ đó thôi, thì anh đã cũng cảm thấy là rùng mình rồi. Tại cái chữ đó tự nhiên nghe nó không sao sao, nghe nó sao sao đó, đúng không? Nghe nó không có hợp lý lắm. Và đây cũng là một cái mà chúng ta cần phải hiểu để mà chỉnh sửa đó. Thì một lát anh chúng ta cũng cần phải có một cái sự khẳng định đó là mình đang kinh doanh gì đó. Chứ không ra ngoài thì mình người ta hỏi kinh doanh đa cấp hả, nói dạ thưa anh thưa chị là cũng mệt mình lắm, đúng không? Hôm vừa rồi anh đang đi đâu nhỉ, hôm vừa rồi anh đi anh mua cái này ở Thái Lan. Dạ, mua cái này ở Thái Lan. Các chị biết cái hình này không ạ? Cái này là tôi không thấy, tôi không nói và tôi không nghe ha. Tức là chả thấy gì, chả nói gì và chả nghe gì đó. Đây cũng lấy cái là cái nằm ở trước cái bàn của anh nè. Để nhắc nhở cho anh là cái gì mà mình không có tận mắt thấy, tai nghe thì mình sẽ không có tự nhiên mà hùa theo cái đó. Đây là một cái bài học cho anh. Nhưng mà cái này anh mua ở một cái chùa. Cái chùa, nếu mà cái gì qua Phuket á, thì có một cái chùa rất là lớn, một cái tượng Phật rất là lớn ở bên trên núi. Ở đâu mình cũng thấy trên đó. Thì anh lên trên đó thì anh thấy người ta bán cái này anh mua. Và anh hỏi cái cửa hàng này nó là làm ở đâu đó, thì cái người bán đó người ta không biết, người ta là có người giao cho tôi để bán lại. Thì anh mua cái này khoảng 5-6 đô gì đó, nó cũng rẻ lắm. Nhưng mà đây cũng là bài học này, là cái cửa hàng đó, cái nơi mà anh mua cái này đó, họ không có làm cái này, và thậm chí họ cũng chẳng biết ở đâu làm cái này nữa, họ chỉ biết rằng có người giao cho họ để họ bán lại đó. Và nếu hỏi cái người giao đó, họ lấy ở đâu để họ giao, thì chắc chắn người giao đó họ nói sẽ nói là họ mua một cửa hàng lớn nào đó để họ phân phối lại. Mà nếu mà hỏi cửa hàng lớn đó là mua ở đâu, thì cửa hàng lớn nó sẽ nói các anh chị là tôi cũng chẳng làm cái này, tôi mua ở đâu đó. Đối với anh, đó là kinh doanh đa cấp. Anh nghĩ là nếu mà có người nào mà nói với các anh chị chứ các bạn kinh doanh đa cấp hả, thì cái câu trả lời của mình phải là không, không có. Tôi không muốn bạn nhầm lẫn tôi với cà phê Trung Nguyên. Tại sao cà phê Trung Nguyên? Hôm qua trên Facebook Live cái chương trình thứ hai đó, thì các anh chị được nghe leader Thủy Nguyễn ở Việt Nam nói về làm kinh doanh New Skin khó hay dễ, đúng không? Và anh thấy có một số anh chị em trả lời, một số trả lời khó, một số trả lời là dễ, và không dễ không khó, đúng không? Tức là có, đó là những cái. Và hôm qua đó là cái bài học rất là hay. Và đây cũng là một trong những cái mà các anh chị cần phải đối diện mỗi ngày này. Tức là khi chúng ta ra ngoài nói chuyện làm việc, thì đây cũng là một cái mà có thể trở thành rất là khó cho các anh chị, hoặc là có thể trở thành rất là dễ. Nếu mà có người hỏi anh cái này là kinh doanh đa cấp hả, thì anh nói không, cái này không phải kinh doanh đa cấp, tôi không biết anh đang nói về cái gì. Đó là cái câu trả lời của anh, nó là như vậy. Anh phải từ chối cái việc mình đang làm các chị, nhưng mà cái việc của anh đang làm, anh không phải là kinh doanh đa cấp. Và đặc biệt là khi họ đặt cái câu hỏi đó nó không có mang cái ý như là mình nghĩ trong đầu của họ đó. Khi mà họ hỏi các anh chị đây có phải là kinh doanh đa cấp không đó, thì anh nói thiệt với các anh chị là 99% đó là cái câu hỏi đó đang nói rằng là các anh chị có phải kinh doanh bán hàng trái phép lừa gạt người khác không. Nó là vậy đó các anh chị. Nghĩa là khi mà người ta hỏi các anh chị thì đó là cái người ta đang suy nghĩ, và cái đó là cái mà mình cần phải tránh. Tức là đó là con đường mình không thể nào đi thẳng được, mà mình cần phải đi tránh qua một bên để mình giải quyết đúng cái vấn đề của nó. Tại vì nếu họ đang tới với mình với một cái suy nghĩ rằng là mình đang kinh doanh đi tuyển mộ người, đi không phải tuyển mộ người thì nghe nó lịch sự văn minh quá rồi, đúng không? Cái người nào mà thương lắm rồi họ nói như vậy là cũng thương rồi. Người ta nói rằng mình là đang kinh doanh đi dụ dỗ người, đi chiêu dụ người, cái đó nó nặng hơn, đúng không nào? Nghĩa là
Đây là cái mà khi mà chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta hiểu được là chúng ta cần phải đối phó với người nào, với cái câu hỏi gì, và cái câu hỏi thực sự đằng trong câu hỏi đó là câu hỏi gì. Nghĩa là muốn giải thích cho các anh chị biết là kinh doanh đa cấp là gì. Kinh doanh đa cấp, ở đây các anh chị em nào uống cà phê Trung Nguyên không? Anh nhớ là mỗi lần anh về Việt Nam thì đều uống cà ly cà phê Trung Nguyên số 8 hay cái gì đó. Trong đầu mình uống ly cà phê Trung Nguyên mình nói hay thì chắc ly cà phê mắc như quỷ vậy. Lý do tại sao? Tại vì cái ly cà phê 8, 8, 90 ngàn ở Việt Nam là 3, 4 đô rồi đúng không? Một số anh chị em ở Sài Gòn nói cái này bình thường. Đâu có bình thường đúng không? Cái ly cà phê đó là ở Mỹ, giá của những cái nước nước khác, nơi mà cái thu nhập của họ 5, 7 ngàn đô một tháng, chứ không phải là nơi mà thu nhập 5, 300 đô một tháng. Nhưng mà cũng rất là đông người nhỉ. Thì khi anh vào anh uống cái cà phê đó thì anh nghĩ đây Trung Nguyên cũng đang kinh doanh đa cấp nè. Và tại sao vậy? Thứ nhất là cà phê Trung Nguyên họ đâu có trồng cà phê đúng không? Không biết là bây giờ họ có đồn điền cà phê chưa, nhưng mà anh biết rằng là khi mà người ta bắt đầu, người ta không có cái đồn điền cà phê, người ta mua cà phê người ta rang lại, và thậm chí cà phê Trung Nguyên ngoài cái việc mà mở những quán cà phê pha cà phê bán cho khách, họ cũng bán cà phê của họ ra thị trường nữa. Họ bán quán ở bên Mỹ anh thấy này, họ bán cái cà phê của họ qua những cái chợ ở bên này đúng không? Thì anh nói chứ là cà phê Trung Nguyên cũng đang kinh doanh đa cấp. Tại sao vậy? Tại vì họ lấy từ thậm chí là họ cũng chẳng lấy trực tiếp từ người nông dân đâu. Anh nói chuyện với các anh chị mất công lắm. Họ sẽ lấy từ một cái đại lý, lấy cà phê từ một cái đại lý phân phối nào đó. Và cái đại lý phân phối này thường thì họ gom cà phê ở những người trồng cà phê. Lý do tại sao anh biết? Tại vì anh đã từng là người trồng cà phê, gia đình anh là người trồng cà phê đúng không? Dân Ban Mê Thuột mà. Anh nghĩa là họ sẽ gom góp cà phê ở những người trồng cà phê về một nơi nào đó, rồi cái nơi đó họ sẽ bán cà phê cho cà phê Trung Nguyên, và cà phê Trung Nguyên sẽ đem về, sẽ dùng cái công thức bí mật của họ, trong đó có bắp, không phải, anh không nói oan cái này, anh không biết họ bỏ cái gì trong đó cái gì nhá. Trong đó họ có cái công thức của họ để họ dùng cái cà phê đó, họ rang, họ chế biến, rồi sau đó họ bán qua những cái cửa hàng của họ, và họ bán cái cà phê bột qua những cái chợ búa. Thì các chị thấy đó, chỉ có nghe giải thích như vậy chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều cấp bậc mà cà phê Trung Nguyên phải đi qua. Cũng giống như là những cái sản phẩm cái gì mua, giống như cái sản phẩm này đấy, cái gì cái nơi mà anh mua chỗ cái chùa đó, anh không nhớ bao nhiêu nhưng mà cứ cho là 5 đô đi, thì chắc chắn là cái nơi cái quán bán mà bán bên cạnh cái chùa đó, người ta không mua cái đó 5 đô mà người ta mua cái đó có thể là 3 đô hay 4 đô, và cái nơi phân phối đó họ cũng không có mua cái đó 3 4 đô mà họ mua 2 đô chẳng hạn. Cái người mà làm ra cái này có thể họ chỉ kiếm được 1 đô thôi đúng không? Thành ra là nó qua nhiều cái cấp bậc khác nhau, và đây là cái sự hiểu lầm lớn nhất của những người khi nói về đa cấp này. Khi mà họ nói về đa cấp, anh muốn các chị hiểu đó là họ đang nghĩ rằng đa cấp tức là cái người này, người A mua xong rồi bán cho người B, và người B mua xong rồi bán cho người C, và người C mua xong rồi bán cho người D. Đó là một trong những cách nghĩ của họ. Cách nghĩ thứ hai của họ đó là kinh doanh đa cấp, tức là bạn đi tuyển mộ người này để bạn hưởng người này, bạn hưởng người này, thì cũng giống nhau thôi, họ nghĩ như vậy đúng không? Thì thứ nhất này, anh muốn các chị em chúng ta trong đội nhóm của mình nó có một cái định nghĩa đúng nhất về cái ngành kinh doanh của mình. Tiếng Anh đó, các anh chị biết là kinh doanh này nó không phải xuất phát ở Việt Nam, nó chẳng phải xuất phát ở châu Á đúng không? Nó xuất phát từ Mỹ. Cái ngành kinh doanh này được xuất phát từ Mỹ từ năm 1930 mấy lận đúng không? Được hợp thức hóa, tức là chính phủ Mỹ hợp thức hóa vào năm 1978. Có luật lệ đàng hoàng, và cái gì ở Việt Nam cũng thấy cái ngành kinh doanh của mình đó, người ta cũng có luật lệ rất là gắt, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Anh chỉ không có đồng ý với cái cách họ dịch cái từ đó thôi. Thì các anh chị cũng biết là cái kinh doanh này được khởi điểm từ cái việc mà người ta có sản phẩm mà không có vốn liếng để mở những cửa hàng lớn. Hay là cái cách hay nhất là họ làm sản phẩm xong rồi họ đi cái giới thiệu, xong họ nhờ người này giới thiệu người kia, và trong cái hình thức mà người này giới thiệu người kia thì nó không phải là 1930 mấy, các chị cả mấy ngàn năm nay nó đã là như vậy rồi đúng không? Kinh doanh mà cái việc mà giới thiệu truyền miệng đó là cái ngành kinh doanh lâu đời nhất, đã được truyền từ rất là nhiều trăm ngàn năm nay rồi, chứ không có gì lạ hết. Bây giờ mình chỉ có là chính thức hóa và đem cái chính sách trả thưởng vào để mà áp dụng theo cái mô hình mà nhân loại chúng ta đã áp dụng hàng ngàn năm nay thôi. Các anh chị có biết là hồi xưa đó, buôn bán nó có những cái làng hay là có những cái thành phố hay là quốc gia, cái cách mà buôn bán của họ đó là ví dụ họ lấy con trâu, họ đổi lấy 3 con gà, 2 con lợn, chứ họ không có lấy con trâu để họ bán lấy tiền. Các chị có những nơi cái phong tục của họ là vậy, họ lấy bó rau cải, họ đổi bó rau răm, chứ họ không phải buôn bán với nhau. Các chị biết hồi xưa là như vậy đúng không? Cái giao thương giao dịch hồi xưa đó, ok, giao dịch hồi xưa đó là họ 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 trao đổi với nhau những cái món đồ, chứ không phải là họ bán bằng tiền. Rồi sau này những người về bên hệ thống ngân hàng sau này mới được lập ra để mà giao thương nước này với nước kia đó, thì họ mới nghĩ ra một cái phương tiện trung lập để rồi bạn có thể bán cái này với cái giá trị này, rồi bạn có thể lấy cái này cái kia. Tức là cái tiền đó là cái mà được sáng chế sau này để là một cái phương tiện giao dịch để cho họ phát triển cái thương mại ở khắp thế giới. Còn trước đây chỉ có đổi qua đổi lại thôi chứ không phải gì cả. Nghĩa là
cái mô hình mà gọi là giới thiệu là cái mô hình rất là lâu rồi, anh mong các chị hiểu cái chuyện đó. Và đây là một trong những vấn đề về kiến thức các anh chị cần phải nắm. Cái việc mà giới thiệu truyền miệng là cái việc mà từ bé tới lớn chúng ta cũng làm, đúng không? Mình ăn cái gì ngon, nhà hàng nào ngon nhất, giống như bây giờ anh về Việt Nam anh đâu có dạy những điều vòng vòng, anh sẽ hỏi là ở Việt Nam cái quán phở nào ngon, đúng không, vân vân. Thì đó là cái chuyện mình làm rất là bình thường, chỉ có là mình không có được tiền huy hồng từ những cái đó thôi. Và những công ty như New Skin họ đem cái mô hình kiểu đó để áp dụng, tại vì họ biết rằng đó là một cái phương pháp làm việc hiệu quả. Nếu mà có một cái sản phẩm tốt, cái cách tốt nhất là nhờ người thân giới thiệu người thân, tại vì người thân biết người thân cần gì và người thân tin người thân. Đó là một cái phương pháp chúng ta cũng làm thường xuyên. Ví dụ nếu các anh chị là một người môi giới nhà cửa làm về địa ốc, thì có phải là cái người đầu tiên các anh chị nói là các anh chị nói với gia đình là bây giờ tôi có bằng địa ốc, anh chị có nhu cầu mua hay bán hay liên lạc với tôi không, có không? Nếu các anh chị là người bán bảo hiểm, có phải là người đầu tiên các anh chị sẽ nói là người trong gia đình và bạn bè của mình không, tôi bây giờ tôi có bằng để bán bảo hiểm, anh chị nào có nhu cầu về bảo hiểm hãy liên lạc với tôi, đúng không? Hoặc là bây giờ anh mở một cái nhà hàng đi, anh sẽ thông báo với tất cả thế giới biết rằng ê, bây giờ tôi mở nhà hàng, nếu mà bạn bè anh em có gì cần được ủng hộ đó, tới ăn ủng hộ tôi dùng, đúng không? Hoặc là mình có một người bạn thân mở nhà hàng thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy, là tôi có một người bạn thân vừa mở nhà hàng, nếu anh chị em có nhu cầu ăn phở hãy tới ăn ủng hộ người bạn của tôi nhé. Đó có phải là cái chuyện chúng ta làm bình thường không? Rất là bình thường, đúng không? Thì đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu những khía cạnh này thì chúng ta biết rằng kinh doanh đa cấp là gì. Và bây giờ anh quay lại để anh giải thích cho các anh chị này. Ở Mỹ khi mà cái từ được xuất phát ra đó, người ta gọi là multi level marketing. Multi level tức là nhiều tầng, marketing là gọi là cái gì thì ta, tiếp thị hả? Tiếp thị nhiều tầng. Tiếp thị nhiều tầng tức là cái hình thức marketing, tức là một hình thức quảng bá bán hàng. Và khi người ta dịch ra tiếng Việt đó, thì người ta dịch không biết cái tên nào đó, tiếng Anh nó thế nào, nó dịch đó là bán hàng đa cấp. Nhưng mà các anh chị phải nhớ này, multi level marketing không phải là bán hàng đa cấp. Multi level tức là một cái hình thức bán hàng trực tiếp trả thưởng đa cấp, nó hoàn toàn khác biệt, đúng không? Tức là bây giờ chúng ta kinh doanh với New Skin này, có người nào mà mình mua xong mình bán, người A bán cho B, B bán cho C không? Không, chúng ta có phải là đang mua trực tiếp từ công ty New Skin không, đúng không? Còn nếu mà chúng ta có những người khách hàng bình thường đó, họ mua trực tiếp của mình đó, thì mình là một người phân phối bình thường, giống như là mình là một người bán bình thường thôi, đúng không? Tức là mình là một cái đại lý bình thường, tôi lấy hàng từ công ty New Skin tôi bán lại cho anh chị. Và bây giờ có rất là nhiều công ty khác họ cũng làm như vậy. Các anh chị, những người đó họ vào cái hãng, họ lấy hàng cho họ bán lại cho khách hàng. Đó có phải là chuyện rất là bình thường chúng ta đang làm không? Chúng ta làm cái chuyện này rất là nhiều, và có rất là nhiều người họ đang làm cái kiểu đó, tức là họ có một cái hợp đồng nào đó với cái nơi sản xuất và họ lấy hàng từ nơi sản xuất đó họ bán lại cho khách hàng. Đúng nào? Và chúng ta làm một cái chuyện đó rất là tự nhiên. Thì đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai đó là cái bước chúng ta đang làm, là thay vì chúng ta mua để rồi bán lại cho khách hàng, thì chúng ta để cho hệ thống của mình, những người trong hệ thống của mình, trong đó có thể là có những người khách hàng đã có mã số, họ mua làm gì? Họ mua trực tiếp từ công ty New Skin. Vậy thì có phải rằng là cái hình thức kinh doanh của mình là mình mua bán trực tiếp không? Đúng không? Mình mua bán trực tiếp. Và cái sự khác biệt duy nhất trong cái mô hình này đó là họ trả thưởng đa cấp. Tức là thay vì họ bán 1 đồng cho người này, rồi bán 2 đồng cho người này, bán 3 đồng cho người này, thì họ bán 1 đồng hết trơn, hoặc là họ bán 3 đồng hết trơn luôn, cứ cho là họ bán 3 đồng hết đi, đúng không? Thì cái sự khác biệt giữa cái giá cửa chỗ nơi sản xuất và cái giá bán á, thì cái sự khác biệt đó thay vì họ trả tiền cho những cấp khác nhau thì họ chia đều cho anh em chị em chúng ta. Ví dụ như là trong anh hay dùng cái ví dụ của những cái đại lý bán phân pha phân pha bán bán gạo đi, bán gạo đi, đúng không? Các anh chị cũng biết đó, là gạo mình đâu có thể nào tới người nông dân, bảo cái này thì cũng có thể thật, ở Việt Nam mình có thể làm thật, nhưng mà đa số chúng ta không có mua gạo từ người nông dân, đúng không? Chúng ta mua gạo ở cửa hàng, mà cửa hàng đó người ta không mua từ công nhân, đúng không? Nhân mua đâu, nông dân, đúng không? Cửa hàng đó không phải mua từ nông dân, mà cửa hàng đó mua từ những cái nơi phân phối lớn nhỏ, tức là ở Việt Nam và các nước nông nghiệp chúng ta họ có những cái cấp đại lý phân phối cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 rất là nhiều. Và cấp 1 họ sẽ bán cho cấp 2, cấp 2 sẽ bán cho cấp 3, cấp 3 sẽ bán cho cấp 4, và từng cái cấp như vậy thì họ tăng lên, đó là đa cấp đó, đúng không? Đó là đa cấp, tức là giá cả nó tăng theo từng cái cấp của đại lý. Còn của mình thì rõ ràng là giá cả không có tăng. Bản thân một người team lead hay là một nhà phân phối bình thường, chúng ta vẫn mua hàng trực tiếp từ nước xin giống nhau, hoàn toàn không có sự khác biệt, đúng không nào? Vậy thì rõ ràng là chúng ta đang mua bán trực tiếp và trả thưởng đa cấp. Vậy thì cái trả thưởng đa cấp nó khác biệt cái gì? Là thay vì ví dụ như là anh có nghiên cứu đó, là một cái chai Heineken mà mấy anh hay uống đó, một cái chai Heineken như vậy, ví dụ người ta bán ra 1 đô, đây là người ta dùng, anh dùng cái phần trăm để dễ tính thôi, tức là nếu mà cái chai Heineken đó người ta bán ra là 100%, cái giá tiền 100%, thì trong đó đó trên 50% là trả cho những nơi phân phối,
tức là trả cho những cái cửa hàng phân phối các anh chị. Và chỉ có khoảng 5 tới 10% cái chi phí đó nó chạy về công ty của Heineken thôi, còn cái phần còn lại là quảng cáo, phân phối, cửa hàng vân vân cho tới cái tay của mình. Anh nói là các chị thấy đó, những cái sản phẩm ở ngoài kia cái giá mà từ nơi sản xuất mà cho tới người tiêu dùng nó tăng gấp 10, gấp 50 là chuyện bình thường, đúng không? Vậy thì đối với sản phẩm của Nu Skin, để chúng ta có thể hiểu này, ví dụ như cái hũ Probio này chúng ta mua là 30 đô chẳng hạn đi, thì công ty Nu Skin người ta có thể người ta chỉ bỏ ra khoảng 6 đô để người ta làm ra cái này thôi, 6 đô làm ra cái này, đó là cái chi phí gọi là của sản phẩm, ok, tức là để họ mua ra và họ làm ra cái này đó. Và ngoài cái 6 đô đó thì có thể họ sẽ trả thêm 2 3 đô tiền cơ sở của họ. Tức là họ có mặt bằng, họ cũng có cái mặt bằng của họ đúng không? Họ có người khoa học nha, tức là cái số tiền mà họ trả đó, ngoài cái tiền mà cái vốn để mà mua nguyên liệu này, rồi cái tiền để sản xuất này, cái tiền nhân viên này, tiền kho bãi của Nu Skin này, rồi những cái tiền nảy sinh khác đó, thì cuối cùng đó khi mà công ty Nu Skin bán ra thì có thể cái tiền lời là 80%. Trong 80% tiền lời đó thì 43% là công ty trả cho mình. Ok, và 14% là công ty trả cho nhân viên và những cái chi phí khác của họ. Cái này anh biết, và các anh chị nào mà học về kế toán, các anh chị lên Yahoo, các anh chị tải xuống, các anh chị sẽ biết là những cái chi phí của sản phẩm nó đi đâu. 43% cho nhà phân phối và tất cả những cái khác còn lại là nhân viên của họ, kho bãi của họ, chi phí sản xuất của họ vân vân. Và công ty sẽ không có lời được 43% đâu. Và cái này cũng giống như tất cả những công ty khác. Tức là một cái lon Heineken mà bán ra 1 đô đó thì công ty Heineken chỉ đem về được khoảng 10 xu thôi, 90 xu còn lại thì trong 90 xu đó sẽ có những cái chi phí quảng cáo, vận chuyển vân vân, và hơn 50 xu đó là tiền trả cho những nơi phân phối cái sản phẩm của họ. Thì trong công ty Nu Skin cũng vậy, thay vì mình bán qua những cái cửa hàng thì mình bán trực tiếp và họ cũng trích cái phần trăm đó, trích 43% để mà họ chia ra, họ trả cái tiền hoa hồng cho những người là phân phối như mình. Tức là thay vì mình có cái hợp đồng để phân phối sản phẩm Nu Skin, mình mua từ Nu Skin 1 đồng, ăn mua 1 đồng rồi ăn bán lại cho anh chị 2 đồng, rồi anh chị bán lại cho người khác 3 đồng, rồi cuối cùng anh chị bán cho người tiêu dùng 4 đồng đi, đúng không? Thì Nu Skin có thể họ vẫn bán trực tiếp cho người kia 4 đồng, nhưng mà 3 cái đồng đó họ chia ra họ trả cho mình chẳng hạn. Nói như vậy các anh chị có thể hiểu không? Để các anh chị có thể hiểu được là cái cách kinh doanh của mình nó hoàn toàn không khác gì những kinh doanh khác. Những công ty lớn họ có cửa, họ có nhà kho, công ty Nu Skin cũng có nhà kho. Những công ty lớn có hàng ngàn nhân viên làm cho họ thì công ty Nu Skin cũng có cái đó. Công ty khác có giám đốc, công ty Nu Skin cũng có giám đốc, đúng không? Tức là những cái bộ phận cơ cấu về những công ty thì cả hai giống nhau. Chúng ta chỉ khác duy nhất, tức là công ty Nu Skin chỉ khác công ty Coca-Cola hay là Nike, điểm duy nhất đó là cái cách họ phân phối sản phẩm. Những cái công ty như Nike họ chọn cái phương pháp phân phối sản phẩm qua những cái cửa hàng. Nu Skin chọn phân phối sản phẩm qua cái mạng lưới. Và đây là cái điểm chính mấu chốt mà muốn các chị nhớ ngày hôm nay này, là chúng tôi không kinh doanh đa cấp, chúng tôi là kinh doanh mạng. Và với cái chữ bây giờ, cái mạng bây giờ mạng đi nhiều thứ lắm, mạng trực tiếp, mạng bạn bè hay là mạng xã hội, là qua Facebook vân vân đó. Rõ ràng là chúng ta kinh doanh theo mạng, đúng không? Kinh doanh mạng, chúng ta không kinh doanh đa cấp, chúng tôi chỉ được trả thưởng đa cấp, nhưng mà chúng ta không có kinh doanh đa cấp, chúng ta không có mua để bán ra nhiều cấp để mà cắt đầu cắt cổ người khác, mà chúng tôi là mua bán trực tiếp. Và thậm chí tôi có thể chỉ cho bạn, bạn mua trực tiếp từ công ty của tôi, bạn cần phải mua trực tiếp từ tôi, thì có phải rằng là họ đang có cơ hội mua hàng trực tiếp từ công ty Nu Skin không? Hay là chúng ta không có phân biệt được cái này đấy, thì chúng ta không có biết rằng là chúng ta đang kinh doanh gì. Và một lần nữa anh nói với các chị là nếu có người hỏi anh là bạn có phải đang kinh doanh đa cấp không, thì anh sẽ từ chối ngay lập tức: không, tôi không kinh doanh đa cấp, tôi đang kinh doanh mạng, hoặc là tôi đang kinh doanh bán hàng trực tiếp, tôi không kinh doanh đa cấp. Và đây là cái điểm mà chúng ta cần phải tạo cái khoảng cách giữa mình. Mặc dù anh biết là ở Việt Nam người ta dịch rằng là chứng chỉ bán hàng đa cấp, nhưng mà anh không đồng ý với cái cách dịch đó, tại vì cách dịch đó không đúng. Nếu anh chị em nào có khả năng thì kêu chính phủ người ta đổi, nhưng mà anh không có đồng ý với cái chữ dịch đó, tại vì chữ dịch đó gọi là bán hàng đa cấp, tức là multi level selling, đúng không? Bán hàng là selling, nhưng mà chúng ta gọi là multi level marketing, tức là chúng ta tiếp thị đa tầng. Đấy, và tiếp thị bán hàng trực tiếp trả thưởng đa tầng, và đó vẫn là cái sự khác biệt. Và trong cái hình thức gọi là bán hàng đa cấp thì có rất là nhiều công ty bán hàng đa cấp, Trung Nguyên cũng bán hàng đa cấp, các chị cứ nói ở Việt Nam bất cứ một công ty nào họ cũng làm theo bán hàng đa cấp cả. Và chúng ta cần phải hiểu rõ là khi mà, một lần nữa nhắc lại các chị cái điểm này, ok, bây giờ đó
Khi mà người ta nói đa cấp, người ta luôn luôn có một cái hàm ý xấu, người ta luôn có một cái thành kiến xấu, và thậm chí bản thân mình đây, chúng ta có lẽ rõ ràng chúng ta nghe chữ đa cấp chúng ta vẫn có cái chữ gì đó mình cảm thấy không có thiện cảm lắm, đúng không? Là tại vì có rất là nhiều công ty lạm dụng cái mô hình này để mà kinh doanh, để mà lôi kéo, để mà kêu người ta vào, hứa hẹn là bỏ tiền vào không cần phải làm mà có tiền, rồi đến khi họ bị phá sản, họ bị chính phủ bắt, vân vân. Và cuối cùng đó thì mình bị gọi là ôm vào một bị vơ đũa cả nắm, tức là khi mà họ nghe tới của mình thì họ nói ở cái này giống cái kia, nhưng mà rõ ràng là chúng ta không giống những cái kia, tại vì những cái sản phẩm của mình nó phải có cái giá trị tương đương. Chúng ta không có thể nào đem cái hũ probio này mà bán 100 đô được, tại người ta sẽ nhìn vào, và đặc biệt là công ty sinh có chứng khoán, người ta sẽ nhìn vào, người ta là ô cái này bán mắc quá, đúng không, không ai mua. Và rõ ràng là bây giờ đó các anh chị, rõ ràng là bây giờ Nu Skin có rất là nhiều người họ chỉ có mua hàng, họ hoàn toàn kinh doanh. Đặc biệt là bây giờ mình đang dùng cái chiến lược là cái máy Lumi Spa, các anh chị thấy đó, các anh chị có thể đem cái máy Lumi Spa ra ngoài thị trường để so sánh với những cái sản phẩm khác, những cái máy rửa mặt khác ngoài thị trường, thì các anh chị sẽ thấy rằng là sản phẩm Lumi Spa của mình không mắc, cái gel của mình không mắc, thì những cái đó cộng lại cho chúng ta thấy rằng là những cái gì chúng ta đang làm thì không khác những sản phẩm khác được phân phối ngoài thị trường. Cái công ty Nu Skin, cái cơ cấu về công ty, về sản xuất, về nhà kho, về khoa học không khác những công ty khác ở ngoài thị trường. Cái khác duy nhất là cái cách chúng ta bán sản phẩm, cái cách mà công ty chọn lựa bán cái sản phẩm. Nghĩa là khi các chị hiểu rõ đó, thì các chị có thể nói với người khác là tôi không kinh doanh bán hàng đa cấp, không có, tôi kinh doanh bán hàng trực tiếp, tôi có người ở Pháp, tôi có người ở Đức, tôi có người ở Úc, tôi có người ở Mỹ, tôi có người ở Canada, tôi có người ở Singapore, tôi có người ở Mã Lai, tôi có người ở Nhật, và họ đều mua hàng trực tiếp từ công ty Nu Skin hết, tôi không có bán cho họ, đúng không? Anh nói là mình là người kinh doanh bán hàng trực tiếp, và cái chuyện trả thưởng như thế nào đó mình chẳng cần phải phải giải thích vào công ty của tôi trả thưởng đa cấp, không cần phải giải thích cái chuyện đó, đúng không? Không cần phải giải thích cái chuyện đó trong một công ty bình thường cái gì. Đây cũng là một cái mà các chị rất là hiểu rõ này. Đây là một cái chủ đề mà anh đã từng cãi nhau với ông bạn kỹ sư. Anh hỏi ông bạn chứ là trong công ty của anh ai trả lương cho anh vậy? Thì anh bạn nói là công ty tôi trả lương cho tôi. Anh nói anh lầm rồi, anh là người trả lương cho công ty. Anh nói không, công ty mỗi tháng trả lương cho tôi. Anh nói không, anh là người trả lương cho công ty. Anh nói sao anh nói vậy? Là tại vì người, nếu mà người thực sự là người ta trả cho anh 5 đô đi, ví dụ người ta trả cho anh 50 đô một giờ đi, thì anh phải kiếm cho công ty ít nhất là 500 đô, đúng không? Chứ anh đâu có nghĩ là người ta trả lương, anh trả lương cho họ một ngày anh kiếm được cái công sức của anh bỏ ra đó, anh kiếm được 500 đô, anh trả cho họ 450 đô về cái tiền mướn chỗ, mướn văn phòng, mướn cái tên của họ, rồi họ để lại cho anh 50 đô, chứ không phải là họ trả cho anh 50 đô đâu. Họ đâu có rảnh, họ đâu có giàu lòng thương nhân ái mà tự nhiên ngày nào họ không trả cho anh 500 đô, đúng không? Họ mà trả cho anh được 500 đô thì anh phải kiếm cho họ 5.000 đô. Nó là cái lý rất là bình thường. Anh là tôi rất là thành thực chia buồn với anh là trong bao nhiêu năm nay anh trả lương cho công ty của anh rất là nhiều, vì anh cần cái tên của họ, anh cần pháp lý của họ, anh cần văn phòng của họ, anh cần cái nơi làm việc, anh cần nơi làm thuế cho anh cần cái nơi mà họ trả tiền bảo hiểm cho anh. Anh nói là anh mới vô chỗ đó rồi anh kiếm được 5.000, cái là anh cho người ta 4.500, anh đem về 500 và anh khoe với vợ với con rằng công ty mới trả thưởng cho tôi nè. Không, công ty không có trả nhé các anh chị, đúng không nào? Và trong đó này, à nói cho là anh có biết không, cấp cấp trên của anh có làm nhiều hơn anh không? Nên cấp trên của tôi làm nhiều hơn. Anh nghĩ là cấp trên anh lấy tiền ở đâu? Cấp trên anh lấy tiền ở trên trả xuống cho anh à? Đâu có đâu. Anh phải làm việc có năng suất thì cấp trên của anh mới có tiền, rồi cấp trên của anh có tiền với ông chủ mới mua xe Lamborghini và Mercedes được, đúng không? Đúng không nào? Thì đây là một cái mà chúng ta nhiều khi chúng ta không có phân tích, không có hiểu rõ, thành ra là mỗi lần nghe tới kinh doanh đa cấp là bắt đầu mình, đặc biệt người ta kết tội mình đó, là mình không có biết đường mình giải quyết. Chứ đa số những người đang đi làm hãng bây giờ họ đang nằm một cái mô hình đa cấp mà ở trên người ta hưởng nhiều hơn ở dưới, mà ở dưới thử các anh chị không có làm ra việc coi, các anh chị không có công suất năng suất thì coi người ta có cho mình làm tiếp không, người có ta trả lương cho mình nữa hay không. Anh nghĩ là nếu mà các anh chị đang đi làm, các anh chị phải hiểu là cứ mỗi 500 đô mà người ta trả cho các anh chị thì thực sự các anh chị đã kiếm cho họ 5.000 đô rồi, nó là như vậy. Anh nghĩ đó, cái đó nghe bây giờ nghe có đau không, đúng không? Anh nói là tất cả những cái này chúng ta có thể gom góp lại để mà định nghĩa rõ kinh doanh đa cấp là gì. Kinh doanh đa cấp là những cái mô hình kinh doanh bán hàng nhiều cấp, và cái đó nó xảy ra trong xã hội rất là nhiều, từ bệnh viện cho tới hãng xưởng, cho tới miền quê, cho tới cà phê, cho tới đủ thứ, nó đi phân phối rất là nhiều cấp.
Nhưng mà chúng ta không phải kinh doanh đa cấp. Chúng ta kinh doanh bán hàng trực tiếp và trả thưởng đa cấp, và chúng ta cần phải phân biệt cái điều rõ ràng đó để khi người ta nói gì với mình đó thì mình không có bị ngại, tại vì mình không có làm gì mà khác cả. Mình không có đi quỵt ai, mình không có đi dụ dỗ ai, mình không có kêu ai đóng tiền, và mình chẳng đi kêu ai đóng tiền để mình lấy tiền, đúng không? Mình đang đi giúp cho họ đánh đổi một điều, đó là bạn có tiền, tôi có sản phẩm tốt, đó là một sự đánh đổi. Và mình tìm những người nào có nhu cầu để họ và mình có thể có một cái sự gọi là cái điểm mà chúng ta gặp nhau ở giữa, đúng không? Tôi có sản phẩm, bạn có nhu cầu, tôi có cơ hội, bạn có nhu cầu, thì chúng ta có thể hợp tác với nhau vậy thôi. Còn mà chúng ta đang làm gì? Nếu có người hỏi anh chị là bạn có bán hàng đa cấp không thì chúng ta nói sao? Không, chúng tôi bán hàng trực tiếp, phải không? Và đó là cái điều chúng ta phải rất là tự hào, ok? Mà chúng ta không giống bất cứ những công ty nào, và chắc chắn là đội nhóm VIP của chúng ta không giống bất cứ một cái đội nhóm nào, và chúng ta phải tự hào là thành viên của đội nhóm đó, ok? Xin cảm ơn các anh chị một lần nữa, và hẹn gặp các anh chị trong những buổi chia sẻ kế tiếp. Bye bye các anh chị.